Hello anh em, đây anh em có thể nhìn thấy cái bể thủy sinh của mình này, đó, đây, vàng khè luôn, tại vì dịch dã như này, đây dịch dã như này, đây, cát này, cát bị nhiễm vàng, cầu cũng bị này, bị rêu hại nhá, đây, dịch dã này không mua được tép với cá để cho nó vào nó ăn rêu hại đi đây, bị rất là nhiều rêu hại rồi anh em này, đó, toàn cảnh này, thấy chưa? Bên này thì nó còn đỡ, bên này thì nó xanh tươi vẫn còn đẹp. Đây chỉ một số cây bị thôi. Đấy. Tháp bị này, mấy cầu này, cát cũng bị hết rồi nhá. Đấy. Bên này thì hầu như là bị hết rồi. Đây, anh em nhìn này. Đấy, ôi ôi. Rồi thì mình phải lên Shopee đặt ngay. Thì rất may là hôm nay nhận được hàng. Đây anh em, đèn UV 9W tiêu diệt rêu hại cho hồ cá thủy sinh, không biết cái này có hiệu quả không, mình phải đặt thử. Cái này thì khá là chát, hơn 100.000. Đấy, nói chung thì chơi mấy cái đồ thủy sinh này khá là tốn kém. Ok, mình xem. Trên Shopee nhá, đấy. May mà về sớm này không chết hết cây. Dịch dã không đi đâu mua được, xong cái đèn này để xem có hiệu quả không. Đấy, nếu mà hiệu quả thì anh em có thể mua về nhá. Mình để link mua ở dưới video này. Đấy, mình sẽ cho anh em xem hiệu quả hay không. Đây, chúng ta sẽ có đèn, nói chung vẫn là của tàu thôi. Đèn này thấy bảo là ngâm, phải ngâm như cái lọc bơm ấy. Nói chung phải ngâm hẳn xuống nước, xuống bật, 9W. Đấy, và nếu mà nó bị gì thì chúng ta phải ngắt điện ngay. Nó tiêu diệt những cái rêu hại. Ở đây có những cái gì đây? Đấy, những thông số gì đấy, con nếm tàu chả hiểu gì cả. Liên hệ tiếng tàu. Rồi, 9W xem. Đấy, chúng ta sẽ có một cái tờ chắc hướng dẫn này. Đấy, cái hit này. À, phải bọc cẩn thận, không vỡ là toang luôn. Đấy, cái nguồn nó này, hết rồi. Đây, chúng ta sẽ có cái đèn rút lên như này. Đấy, bọc trong sông đây. Đấy, cái đèn như này thôi. Đó. Ở đây chúng ta có thể gắn vào. Xong rồi dán vào kính. Tí nữa mình sẽ xem thử. Đây, nó chỉ đơn giản như này thôi này. Đấy, nó chỉ đơn giản như này thôi mà khá là chát. 220V, 9W. Đó. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ có cái công tắc nguồn power press, dây cũng khá là dài nhá. Đây cái hit, hai cái hit. Đây chúng ta sẽ có sách, đây tiếng Anh anh em rất là may. Đó, hướng dẫn cách lắp đặt này, cảnh báo này, lưu ý này. Đây tàu và anh. Ok, giờ lắp đặt lên cái bể, lắp đặt lên cái bể này thử nhanh em. Đây rồi, và xem có hiệu quả không. Ok, đây mình lắp vào đây anh em. Đó, thì cái UV này rất là hại mắt này, nên chúng ta không nhìn trực tiếp vào nhá. Không nên nhìn trực tiếp vào cái đèn này. Đấy, tí nữa mình phải lấy cái rẻ mình che đi, che cái bể đi. Đấy, dùng khoảng 4 tiếng xong tắt đi, xong mai lại dùng tiếp. Rồi, bây giờ để xem 3-4 ngày xem có hiệu quả không nhá. Đó, đây. Rất là nhiều rêu hại luôn này, vàng khắp cả bể luôn. Đấy, xem cái đèn này 4 ngày có hiệu quả không, mà nhìn nó thấy hơi yếu. Đó. Rồi bây giờ lấy cái đá vải trùm lên và sau 3-4 ngày cho anh em xem kết quả. Ok, sau 1 ngày đầu tiên. Đấy, anh em thấy nó hiệu quả. Mình thì như có vẻ là hơi đỡ một chút thôi. Đấy, trời, khu vực này vẫn còn rất là nhiều luôn này. Trời ơi. Đây, và khu vực này mình cảm thấy nó như là cây nó mọc nhanh hơn ấy. Mọc rậm hơn hôm đầu tiên luôn. Đấy, nó diệt xong cái rêu thì cây nó phát triển tốt hơn, nhanh hơn rất là nhiều. Ok anh em, sang ngày thứ 2 này. Thì mình thấy có vẻ đỡ hơn ở chỗ bên này. Đó, và những cái cây mà để ở gần cái đèn này này, gần cái đèn này này, thì nó sẽ ngả sang cái màu nó xanh nhạt anh em. Đấy, màu xanh nhạt như này. Chứ nó không đậm như kiểu như này. Đó, những cái cây mà gần cái đèn. Thì mình di chuyển cái đèn ra đây để xem có mai nó như nào. Tại vì cái khu vực này rất là nhiều rêu này. Cả cát này rất là nhiều luôn. Ok anh em, ngày thứ 3 này.
Đó, thì mình để chỗ này thì anh em thấy những cái khu vực này có vẻ nó đỡ đỡ hơn chút đấy. Đấy, đỡ đỡ hơn chút, cái cây này cũng khá là nặng. Nhưng mà cây này hôm qua cái lá này nó bị đen hết đúng không? Và anh em để ý này, cái cát nó đỡ hơn này. Đó, cái cát nó đỡ hẳn luôn. Cái mái này, mái trôi một cuộc cũng đỡ, nói chung là cũng đỡ. Đấy, và cái đống cây này thì nó xanh, kiểu màu xanh nhạt ấy, lấy xanh thẫm. Đây, cái chỗ lại cũng xanh nhạt rồi này. Đó, ok, thì cái đèn này thì mình bật 7 tiếng một ngày. Mình đang bật 7 tiếng một ngày nữa, và bây giờ là sang ngày thứ 3 rồi. 3 ngày rồi, đỡ hơn chút. Ok, và sang ngày thứ 4 đây anh em. Đó, đỡ hẳn luôn này, thấy chưa? Đây anh em nhìn kỹ này. Đó, đỡ hẳn luôn. Nhất là cái cây này thì vẫn còn hơi nặng, và những cái cây trong thì đỡ hẳn luôn này. Rồi, và đây. Đấy, sỏi này. À, cát này, đỡ luôn. Đó, đây, ngói đây. Thì bình thường mình bật cái đèn này là 7 tiếng một ngày nhá, 5 tiếng buổi sáng và 2 tiếng buổi trưa. Đó, thì bây giờ mình sẽ thay nước, rất là thay nước để có vẻ hiệu quả hơn. À, đây, cái chỗ lọc này. Đây, cái lọc này. Chỗ lọc này nó giảm hẳn luôn này. À, bây giờ mình sẽ phải thứ nhất là thay nước, thứ hai là cắt tỉa cây để bớt đi chỗ này rậm quá. Đó, trồng lại cho nó thoáng bên và rửa nhá, rửa lại những cái này thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ok, ngày thứ 5 đấy, nói chung là rất là hiệu quả luôn. Nhưng mà hiệu quả thì đánh đổi lại là gì anh em, là cây sẽ chết đây anh em. Đó, thì mình xem những cái video mà review cái này này thì có nghĩa là nó sẽ cho bằng ống nhựa ấy. Đấy, nó chỉ cần nước nó chảy qua cái đèn này là được. Đây là mình cho cái đèn nó chiếu trực tiếp vào cây nên nó sẽ bị chết cây luôn anh em ạ. Đấy, nó rọi trực tiếp vào cây luôn. Đây, cây này lần trước bị nấm này, bây giờ nó đỡ hơn rất là nhiều. Thì mấy cái cây này nó khỏe hơn. Đấy. Còn đây, còn cây này thì có vẻ là đây, chỗ này này, nó đỡ hơn này. Nó đỡ bị nấm hơn này. Đấy, cây này thì nó bị xanh. Cái này bây giờ mình phải thay nước thôi. Thì tốt nhất là chúng ta phải cho vào một cái ống nhựa cho nước chảy qua thôi, chứ để nó chiếu trực tiếp vào cây này nó sẽ chết. Ok, xong anh em. Đó, rất hiệu quả luôn. Tất cả cây đã chết và mình bỏ ra thay anh em ạ. Rồi thì rút kinh nghiệm, đây là toàn cây giả nha anh em. Đây, đây là cái bể cá cũ của mình. Đấy, những cái cây giả là bệt của bể cá cũ, còn những cái đá nhà sỏi xếp này là của bể thủy sinh mới này. Thì mỗi cây với cả cá, cây giả và cá là bể cũ luôn. Đó thì thôi để rảnh chơi lại nhanh em. Chứ với cả mình chưa kinh nghiệm lắp cái đèn UV nên bị chết cây. Đấy, bây giờ có kinh nghiệm rồi, lần sau chơi lại sẽ không bị chết nữa.